Chào anh chị em, bà con, cô bác nha. Hôm nay là mình quay trở lại với cái con iPad 3. Thời điểm iPhone 12 ra mắt rồi, iPad 3 chạy vẫn mạnh hay là yếu thì mình thử trải nghiệm nha. Trước mình là mình coi, mình sẽ trải nghiệm trên ứng dụng này thì mình thấy ứng dụng Minh Khi Channel cho các bé học tập rất là tốt. Đây là cấp độ về 4 tuổi. Về trải nghiệm YouTube thì mọi người thấy không? Với cái màn hình lớn như vậy thì có thể kết nối với loa kéo để hát những cái bài hát rất là hấp dẫn. Đó. Màn hình lớn nè, mình kết nối với loa kéo, mình sử dụng, mình hát hò, mình cảm thấy rất là thoải mái nha. Đó. Anh Hai ơi, mẹ kêu anh Hai ra mẹ cho tiền kìa. Thời tới cãi không lại, tiền vào. Cảm ơn anh chị đã ghé thăm gian hàng Mr. Câu. Chúc anh chị có một trải nghiệm thật tuyệt vời tại shop.